Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback hạng C số tự động đến từ thương hiệu của Mỹ các bạn nhé. Đây, Ford Focus. Ở chiếc xe Ford Focus thì quý vị các bạn cũng đã biết rồi. Đời trước đó thì Ford Focus có hai phiên bản là phiên bản 1.8 và phiên bản 2.0, đều có sedan và hatchback các bạn nhé. Đấy, và bắt đầu từ những cái đời này, cái đời mà 2018 này, thì bắt đầu là Ford cũng đã cải tiến rất là nhiều, đưa động cơ EcoSport vào cho những chiếc xe của mình các bạn ạ. Cụ thể là chiếc xe Ford Focus sản xuất năm 2018 này đang sử dụng động cơ mới, động cơ 1.5 EcoSport, đi rất là tiết kiệm nhiên liệu mà lại rất khỏe luôn các bạn nhé. Nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến những dòng xe này, có thể qua cửa hàng chúng tôi đi thử và đi thử luôn cả một con Ford EcoSport cũng là đời 1.5, nhưng động cơ của Ford EcoSport là động cơ thường, còn động cơ của con Focus cũng là 1.5 nhưng là động cơ EcoSport, đi rất là tiết kiệm nhiên liệu. Nếu như chạy ở trong phố chỉ hơn 10 lít một chút thôi, hơn 10 lít xăng một chút thôi. Nếu như chạy ở ngoài đường trường thì chỉ hơn 5 lít thôi, còn tính trung bình là hơn 7 lít cho 100 km quãng đường kết hợp các bạn nhé. Rất là tiết kiệm nhiên liệu mà lại chạy rất là khỏe luôn các bạn ạ, đi rất bốc luôn đấy ạ. Và tôi xin giới thiệu đến chiếc xe này là tôi mua được của một thầy giảng viên của Đại học Bách khoa quý vị các bạn ạ. Thầy chăm sóc xe rất là tốt, vừa mới bảo dưỡng một cấp độ lớn luôn, cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì yên tâm và sử dụng thôi ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký cuối năm 2018, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Và dàn lốp này thì cũng được thầy vừa mới thay một cái dàn lốp mới tinh luôn, rất xịn luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 395 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Focus phiên bản 1.5 EcoSport 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo hotline của Ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh Ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Focus 2018 này ạ. Mời quý vị và các bạn. thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Ford Focus phiên bản 1.5 EcoSport sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 395 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu chiếc xe Ford Focus 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của Ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên tới kênh Ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.